Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di động Thông minh. Dạo gần đây thì thông tin về thế hệ những chiếc smartphone gập của Samsung đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là về chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3. Dự kiến thì chiếc smartphone này sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm nay. Vậy thì nó có gì thú vị thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc smartphone Samsung tại Di động Thông minh thì cũng có thể click vào bên dưới phần mô tả của video này nhé. Theo leaker nổi tiếng iUniverse chuyên dò dỉ những thông tin về các sản phẩm smartphone ra mắt cho biết rằng là sắp tới đây, Galaxy Z Fold 3 có thể sẽ là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung được trang bị camera ẩn dưới màn hình. Và công nghệ mới này thì có tên tiếng Anh là Under Panel Camera, UPC. Đây là thành quả sau một khoảng thời gian phát triển của Samsung. Trước đó thì đã có rất nhiều đối thủ Trung Quốc và thậm chí là cả Vsmart của Việt Nam đã đi trước công nghệ này. Nhưng không giống như các hãng đi trước thì Samsung muốn hoàn thiện công nghệ này ở mức tối đa và đem tới chất lượng ảnh tốt nhất. Cách đây không lâu thì một nhà thiết kế đồng thời cũng là người có những nguồn tin nội bộ cực kỳ giá trị, Ben Gaskin, đã chia sẻ hình ảnh render đầu tiên về Galaxy Z Fold 3. Và bức ảnh render này dựa chủ yếu vào các thông tin dò dỉ và chia sẻ trên mạng. Samsung thì đã phát triển công nghệ camera ẩn dưới màn hình được một thời gian và công nghệ này thì sẽ cho phép ánh sáng đi qua khoảng trống giữa các điểm ảnh trên màn hình để chụp ảnh. Thêm vào đó, một thiết bị kỹ thuật dùng để số hóa dữ liệu cũng được tích hợp ngay trong màn hình nhờ sử dụng kính siêu mỏng Ultra Thin Glass thế hệ thứ hai. Về khoản thiết kế bên ngoài thì mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin xác thực, tuy nhiên qua một vài hình dò dỉ thì chúng ta có thể thấy rằng cái phần mặt lưng phía sau của chiếc Galaxy Z Fold 3 này thì sẽ tương tự với thế hệ Galaxy S21 vừa được ra mắt gần đây. Và chúng ta sẽ thấy được là phía cụm camera cũng được đặt ở góc bên trái ở phía trên và cụm camera này thì sẽ không khác gì so với những chiếc S21 Ultra cả. Ngoài ra thì Galaxy Z Fold 3 sẽ đi kèm với bút S Pen hay là bút Stylus. Với những mẫu smartphone màn hình gập trước đây của Samsung thì chưa từng có tiền lệ sử dụng S Pen. Nhưng các bạn thấy đây, thế hệ S21 vừa rồi ra mắt thì cũng đã được trang bị bút S Pen rồi. Vậy thì không thể không có lý do gì mà chiếc Z Fold 3 lại không được trang bị bút S Pen đúng không? Trong khi những cái tin đồn về việc là Samsung sẽ loại bỏ dòng Galaxy Note thì ngày càng nhiều trên thị trường hiện nay. Và cũng đã có những thông tin cho rằng là Z Fold 3 sẽ có màn hình nhỏ hơn vì Samsung cần không gian để chứa bút S Pen. Dù vậy thì kích thước của nó thì sẽ không giảm đáng kể. Samsung sẽ thu nhỏ kích thước 7,59 inch trên Z Fold 2 5G xuống 7,55 inch trên Galaxy Z Fold 3. Còn về cấu hình bên trong thì sao? Chắc chắn là với chiếc Galaxy Z Fold 3 thì là một trong những chiếc smartphone flagship thuộc hàng khủng nhất của Samsung. Thế nên là những cái trang bị cấu hình của nó phải thuộc hàng đỉnh nhất rồi. Và những chiếc Z Fold 3 có khả năng sẽ được trang bị con chip Exynos 2100 hoặc là Snapdragon 888 tùy từng phiên bản. Galaxy Z Fold thế hệ mới thì sẽ có số model là S10 F926 với bộ nhớ trong tối thiểu là 256GB và máy sẽ được cài sẵn Android 11 cùng với giao diện One UI 3.5. Và việc được cài sẵn One UI 3.5 là bằng chứng cho thấy là sản phẩm này chỉ có thể ra mắt vào nửa cuối năm nay mà thôi. Bởi hiện tại thì Samsung mới chỉ giới thiệu giao diện người dùng One UI 3.1 trên dòng Galaxy S21. Còn với phiên bản One UI 3.5 thì chắc chắn vẫn đang phát triển và hứa hẹn thì sẽ đem tới một số tính năng phần mềm khác. Còn về mức dung lượng pin thì sao? Đây cũng là một trong những điều mà chúng ta rất là quan tâm. Và thông thường thì người dùng đều kỳ vọng là những thế hệ smartphone mới sẽ được các nhà sản xuất mang đến một mức dung lượng pin cao hơn để nhằm đáp ứng cái thời sử dụng lâu dài. Tuy nhiên thì có thông tin cho rằng với việc đi kèm với bút S Pen thì có thể Samsung sẽ hy sinh cái dung lượng pin để mang đến không gian cho được bút S Pen hơn. Nhưng mà đây vẫn chỉ là tin đồn mà thôi, biết đâu Samsung vẫn sẽ cố gắng để mang đến cho chúng ta những công nghệ mới để giúp cho chiếc Z Fold 3 có pin lớn hơn. Và thêm vào đó, ngoài pin ra thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng thêm vào cái phần bản lề với việc là sẽ được trang bị những công nghệ mới hơn, mang đến cho chúng ta những bản lề hoàn thiện hơn, bền bỉ hơn và chiếc Z Fold 3 hay là những chiếc smartphone gập của Samsung thì sẽ sử dụng lâu dài được hơn. Và đó là toàn bộ những thông tin về chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3 sắp được ra mắt của nhà Samsung. Và cái điểm ấn tượng nhất trên chiếc smartphone này mà mình mong đợi nhất đó chính là khoản camera ẩn dưới màn hình, để xem là Samsung sẽ hoàn thiện cái công nghệ này như thế nào nhé. Còn các bạn có cảm thấy hào hứng với chiếc smartphone này hay không? Hãy cùng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!